Hi. Xin chào các bạn đã đi kênh Đại Lâm Vua Đồ. Bởi vì tao lâu chào biết đâu Trần Hoàng Đại Lâm Balo Tali. Đây là kèo hẹn của sân nghỉ điện các bạn. Đứng trước mặt ông kính của Lâm là lưng râu chạy xe ba gác. Đầu giò bắt buộc phải ba cái mới được qua nha. Còn bên kia là Nhân à. Đây Kỳ. 33 của Nhân 2009. Một bách Kỳ. Kèo này quấn hai gói các bạn. Sân nghỉ điện mà hai gói là hơi bị ghê đi các bạn à. Một đều. Ôi cơm. Thật sự quá đáng tiếc cho Minh Lưng. Minh Lưng không chế được ba bát nhưng Minh Lưng bỏ lỗ không hiểm. Bị đây đẩy lại một cái. Ôi cơm. 2-1. Đây là sân nghĩa địa, hai gói là lớn nha các bạn. Hôm nay toàn lón trà đường không. Bóng ngoài liên tục. Hai đều. Dưới sự chứng kiến của anh em nhà Neymar, Lãm và Neymar. Hai đều. Cơ hội cho Minh Lưng. Quá hay. Đây. Đẳng cấp Minh Lưng lần liên tiếp. 3-2. Còn đây là Nhân 2009 áo trắng màu đen đang chỉ đạo 3-3. 3-2. Quá hay. Minh Lưng cơ hội làm gì đây? Minh Lưng quá hay cho Minh Lưng. 4-2. Kèo này là hai gói nha các bạn, rất nặng nha. 4-2. Quá đáng tiếc cho Minh Lưng, qua bát hai thua. 3-4. Một cú cố tình cố gắng của Minh Lưng không thành. 4 đều. Trận đấu chỉ có sân nghỉ địa 12 giờ trưa. Đây là 12 giờ trưa. Quá hay. Đây phát một cú ấp phê xoáy xoáy quá khó chịu. 5-4. Quá đáng tiếc cho Minh Lưng pha bóng vừa rồi. Sau khi khống chế bách hai đá cái chân ra ngoài luôn các bạn ơi. 6-4 nghiêng về cho đây. Đây đang qua mặt lại các bạn ơi. Hiện tại như Đại Lâm đang thấy Nhân 2009 đang huấn luyện cho 3-3. Thật sự là một điều quá bất ngờ. Quá hay cho Minh Lưng. Quá tuyệt vời. Cơ hội cho Minh Lưng. Ôi đúng rồi. 5-6. Các bạn có thấy không? Bóng đá bóng chuyền có khi nào mà con huấn luyện cho 3-3 đâu. Còn đây là Nhân đang huấn luyện cho 3-3. Đây là thật sự là một điều quá vinh hạnh cho hai cha con của đây. Bóng ngoài sao đều. Quá kịch tính, quá khả năng. Còn đây là hàng vạn khán giả tại sân ghế địa đang chứng kiến trận đấu kèo hẹn. Có tới điên hồi nãy thua 2-3 ly trà đường luôn các bạn ơi. 2-6 đều. Cơ hội cho Minh Lưng. Quá hay cái giò của Minh Lưng. Đá chồng đầu đây. 7-6 đang nghiêng về cho Minh Lưng. 7-6. Quá đáng tiếc cho Minh Lưng phát bóng gì rồi, phát bóng không vào lưới. 7 đều. Trận đấu quá hay, quá kịch tính các bạn ơi. Lại là đây phát bóng ra ngoài. Thật sự quá đáng tiếc cho đây. 8-7 đổi sân. Các bạn hãy nhìn kỹ huấn luyện viên trẻ tuổi đời nhất của nước Việt Nam 2009 đang huấn luyện cho 3-3. Lại là Minh Lưng phát bóng ra ngoài. Không hiểu điều gì đang xảy ra cho Minh Lưng. 8 đều. Đây là Nhân 2009 đang huấn luyện cho 3. Kêu 3-3 banh vô thôi ba ơi. 8 đều. Trận đấu quá hay, quá kịch tính các bạn ơi. Quá hay cho Minh Lưng. Chết gì, quá hay cái giọt của Minh Lưng. Minh Lưng chạm tay me. Trọng tài bắt me rồi. 9-8. Quýnh banh mà me luôn. Quá hay cho Minh Lưng. Thật sự một pha bóng rồi quá đẳng cấp cho cặp giò của Minh Lưng. 9-0. Trận đấu đang trở nên rất kịch tính, rất nóng bỏng rồi. 16 tới các bạn. 9-0. Lại là Minh Lưng phát bóng ra ngoài.
không hiểu điều gì đang xảy ra với Minh Lưng. Không chính. Hoa đang tiếc cho Minh Lưng. 11 chính. Trận đấu rất căng thẳng các bạn ơi. Đây là cào hẹn tại sân nghỉ đẹp 12 giờ trưa. Bóng ngoài đang tiếc, qua đang tiếc cho đây. 10-11. Đập mui. Minh Lưng làm gì đây? Qua đang tiếc cho Minh Lưng. Bóng qua ngoài trong gang tấc. 12-10. Đập mui. Quá hay cho Nhân à, cho đây. Thật sự đây phát bóng rồi quá khó chịu. 13-10. Quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc phát bóng vừa rồi của đây. Các bạn xem như thế nào? Đây có thể kỳ với Long Kỳ được không các bạn? Cái kỳ vừa rồi có thể đối đầu với Long Kỳ được không? 11-13. Cơ hội cho Minh Lưng. Minh Lưng hết pin rồi các bạn ơi. Ai thua, đây thua. Ba bát qua đây thua rồi. 12-13. Đủ rồi bát, đây thua. Đây bắt cho anh đó, đây thua, 12-13. Lại là Minh Lưng phát bóng ra ngoài. Thật sự không hiểu điều gì đây xảy ra Minh. Còn đây là Nhân, 2009 đang huấn luyện cho ba. Và Neymar, 14-12. Minh Lưng qua bắt hai thua, 15-12. Cơ hội đang rất rõ ràng cho đây. Ăn đâu chưa đâu. Hỏi cơm. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng đây. Có chiến thắng 10. Sau 13. Quá hay, xin chúc mừng. Đây là trận đấu tại sân Nghĩa Địa đúng 12 giờ trưa các bạn thấy không? Các bạn thấy nắng rất tốt. Các bạn thấy với xe và leo và xe, đây là kèo hẹn nha các bạn. Xin chúc mừng huấn luyện viên trẻ tuổi nhất Nhân 2009 huấn luyện cho ba thành công. Quá hay.